chào mọi người quay lại với kênh admin Review của mình nhé. Trong tập trước, nghe Tần Trần chỉ ra từng chỗ sai trong khi luyện đan, cùng với dẫn chứng đầy thuyết phục, khiến Thanh Hồng đang sư tâm phục khẩu phục nhận thua, đồng thời từ nay về sau hắn cũng lấy Tần Trần vi tôn. Đứng ở một bên nghe Tần Trần có những lý giải độc đáo như vậy, làm cho huyền thịnh các chủ không nhịn được mà bật thốt lên nói. Rất tốt, điểm nhìn độc đáo, ánh mắt sắc bén, không hổ là thiên kiêu của đan đạo thành ta. Nói xong lão liền quay sang phía Khang Hữu Minh cười lạnh hỏi, thế nào phó các chủ, ngươi muốn cùng tần trần tỷ thí gì đây nghe các chủ hỏi vậy sắc mặt khang hữu minh lập tức tái xanh hắn biết rất rõ hiện tại nếu còn muốn lên tỷ thí cùng tần trần cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi thế nên hắn đành từ bỏ tỷ thí thấy khang hữu minh tự động nhận thua huyền thịnh các chủ cười lạnh một tiếng sau đó lớn tiếng tuyên bố nếu khang hữu minh phó các chủ đã từ bỏ tỷ thí như thế tần trần đã thông qua khảo hạch của ba vị phó các chủ vì vậy bản các chủ ta tuyên bố đan đạo thành hiện tại có thêm một vị thánh tử mới đúng lúc này có một đạo tiếng quát chói tai vang lên chậm đã tự nhiên có người lên tiếng phá đám như vậy làm cho tất cả mọi người trên quảng trường đều đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra thanh âm kia và trong số những người có mặt tại đây cũng có vài người nhận biết được đám người này thì đều lên tiếng nói đây không phải là lão tổ phong phân kiếm hoàng của yêu kiếm tông cùng với cương phong võ hoàng của phong hành tông hay sao lời này vừa dứt thì hoàng phủ nam ở trên đài cao trực tiếp đứng lên hướng đám người này quát lớn phong vân kiếm hoàng cương phong võ hoàng các ngươi thật lớn mật bản thân cũng chỉ là lão tổ của hoàng cấp thế lực ở bắc thiên vực mà thôi thế mà dám cả gan đến đan đạo thành ta phá đám thánh tử lên ngôi sao các ngươi còn không mau cút đi nghe được mấy lời này phong vân kiếm hoàng cũng không nhìn hoàng phủ nam lấy một cái hắn liền quay sang từng trần lớn tiếng quát từng trần ngươi không những ở yêu kiếm truyền thừa giết chết thiên tài của yêu kiếm tông ta mà còn đánh lén giết chết hút phong đại trưởng lão chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao về phía hoàng phủ nam thấy đối phương không thèm đem mình để vào mắt làm lão càng thêm tức giận lúc này lão cũng không nhiều lời với hai tên này làm gì, trực tiếp ra lệnh cho cường giả đang cát xuất thủ. Lời nói vừa hạ xuống, lập tức có mấy cổ khí tức cường đại từ trong đang cát lao ra, hướng đám người yêu kiếm tông này đánh tới. Thế nhưng đúng lúc đó, Khang Hữu Minh liền lớn tiếng quát, chậm đã. Thanh âm này vừa vang lên, toàn bộ ánh mắt trên quảng trường đều đổ dồn lên người vị phó các chủ này. Và trong đám người này cũng có vài người đoán được nguyên nhân tại sao mà một hoàng cấp thế lực của Bắc Thiên Vực lại dám dương oai tại đây, chắc chắn là có Khang Hữu Minh chống lưng phía sau từ đầu đến giờ không có lên tiếng lúc này huyền thịnh các chủ cũng quay sang khang hữu minh ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm hắn rồi lạnh giọng nói khang hữu minh đây là ngươi muốn làm gì nghe các chủ hỏi vậy khang hữu minh liền cung kính nói tạo nghệ đan đạo của tần trần thuộc hạ rất bội phục cũng đồng ý để hắn lên làm thánh tử thế nhưng lai lịch của thánh tử đan đạo thành ta nhất định phải trong sạch cho nên xin thỉnh các chủ nghe đám người phong vân kiếm hoàng bọn họ nói xong rồi quyết định cũng chưa muộn khang hữu minh nói vậy làm cho huyền thịnh các chủ càng thêm tức giận ánh mắt dần trở nên băng lãnh nhìn khang hữu minh gằn giọng nói nếu như ta không đồng ý thì sao đám người kia là cái thái gì chẳng lẽ đang các ta xác lập thánh tử cũng phải nghe bọn chúng nói sao đúng lúc bầu không khí căng thẳng đang được đẩy lên đến cao trào thì kim thánh kiệt phó các chủ liền lên tiếng nói các chủ đại nhân thuộc hạ cũng là nghe được một cái tin tức không tốt vì sợ bắc thiên vực đang cắt ta xa vào một hồi tranh chấp thế nên lúc này mới lên tiếng mà tin tức này lại có liên quan đến tần trần cho nên cần phải điều tra rõ ràng nếu không một khi để tần trần lên làm thánh tử sẽ mang đến cho đan đạo thành ta một hồi sóng gió ngập đầu. Nói xong mấy lời này không thấy các chủ nói gì, Kim Thánh Kiệt liền quay sang nhìn về phía Từng Trần lạnh giọng nói, Từng Trần, đan thuật tạo nghệ của người ta rất bội phục, thế nhưng ta nghe nói, người trước kia ở yêu kiếm truyền thừa từng đại khai sát giới, chém giết đệ tử hạt giống của yêu kiếm tông cùng thiên tài đệ tử của phong hành tông, chuyện này có đúng không? Từng Trần nghe vậy thì không chút do dự thẳng thắn nói luôn, bản thiếu xác nhận có tham gia yêu kiếm truyền thừa, thế nhưng đệ tử của yêu kiếm tông cùng phong hành tông không phải do ta giết, mà là do đệ tử của yêu kiếm tông tranh quyền đoạt lợi tự tàn sát lẫn nhau nói đến đây tần trần hướng ánh mắt nhìn về yến thập cửu nói tiếp mà hung thủ hình như là một đệ tử hạt giống tên hàn lập thì phải tên này cũng đã bị yến tông chủ xử lý tại chỗ rồi khi đấy yến tông chủ cũng đã tra ra manh mối sự việc hiện tại cũng không cần thiết đổ tội này lên trên đầu ta chứ nghe tần trần nói vậy thần sắc yến thập cửu liền cứng lại bởi vì những gì tần trần nói đều là sự thật mà khi đó có quá nhiều người chứng kiến chuyện này Thế là hắn liền lấy lý do chuyện xảy ra khi đó có nhiều điểm đáng ngờ, nên lúc đó điều tra có sơ sẩy. Nghe được lời này, trên thân Huyền Thịnh các chủ liền bộc phát ra kinh khủng sát ý, rồi lão gầm lên quát, lớn mật, đệ tử Yêu Kiếm Tông các ngươi tự tàn sát lẫn nhau, thế mà cũng dám đổ tội này lên trên đầu Thánh tử của Đan Các ta, xem ra Yêu Kiếm Tông cùng Phong Hành Tông các ngươi lòng can đảm cũng không nhỏ, lại còn dám đến Đan Các ta nháo sự. Thấy các chủ Đan Các bắt đầu động nộ, Phong Vân Kiếm Hoàng vội vàng nói, Huyền Thịnh các chủ chớ nổi giận. Nếu chỉ vì chuyện này thì chúng ta cũng không đến đây nháo sự, ngoại trừ đệ tử hạt giống ra, thì hút phong trưởng lão của yêu kiếm tông cũng bị Tần Trần giết. Nghe được lời này, Tần Trần đứng ở một bên cười lạnh lên tiếng nói, lão thất phu nhà ngươi có chứng cứ ta giết hút phong võ hoàng sao? Tần Trần nói vậy làm cho sắc mặt của phong vân kiếm hoàng liền trở nên u ám, nếu đã có bằng chứng thì lão cần gì phải lải nhải nhiều như vậy, thế nhưng vì không muốn buông tha cho chuyện này, nên lão đành cắn răng nói, chứng cứ ta tự nhiên có, nhưng bất quá nó lại ở trên người của ngươi chỉ cần ngươi đem những trữ vật giao ra đây để chúng ta kiểm tra thì dĩ nhiên sẽ tìm ra được chứng cứ dứt lời phong vân kiếm hoàng liền quay sang huyền thịnh các chủ vội vàng nói các chủ muốn biết từng trần có phải là hung thủ hay không chỉ cần đem những trữ vật của hắn ra kiểm tra là biết ngay xin thỉnh các chủ xuất thủ phong vân kiếm hoàng vừa dứt lời thì khang hữu minh cùng kim thánh kiệt đồng thời hành lễ nói xin các chủ hạ lệnh nhìn ba tên này huyền thịnh các chủ đột nhiên cười lạnh một tiếng nói dựa vào cái gì nghe các chủ nói thế làm khang hữu minh và kim thánh kiệt lập tức biến sắc ngay khi hai tên này đang định mở miệng hỏi lại thì đã thấy các chủ nhìn mình lớn tiếng quát các ngươi câm miệng lại cho ta nếu còn dám nói thêm câu nữa ta sẽ phế chức phó các chủ của các ngươi ngay lập tức dứt lời ánh mắt băng lãnh của huyền thịnh các chủ liền hướng về phía phong vân kiếm hoàng rồi lạnh giọng nói ta mặc kệ hút phong trưởng lão của yêu kiếm tông ngươi có phải là do tần trần giết hay không coi như là giết thì thế nào thánh tử đang đạo thành ta giết một tên trưởng lão của yêu kiếm tông ngươi mà ngươi cũng dám không phục sao người cũng chỉ là một lão tổ của hoàng cấp thế lực mà thôi, lấy đâu ra can đảm đến đan đạo thành của ta dương oai, hiện tại ta cho ngươi mười hơi thở, lập tức cút ngay khỏi đan đạo thành, nếu không bản các chủ lập tức giết chết ngươi, đến lúc đó xem ai dám đến chất vấn ta. Bị huyền thịnh các chủ trực tiếp uy hiếp như thế, làm sắc mặt phong vân kiếm hoàng trở nên trắng bạch, hắn cũng không dám mở miệng nữa, mà nhìn về phía khang hữu minh cùng kim thánh kiệt để đợi trợ giúp từ hai người này. Thế nhưng nhìn huyền thịnh các chủ đang tràn ngập sát cơ thế kia, thì hai người này cũng không dám lên tiếng. Giờ khắc này, hai người đồng thời nhìn về phía chân trời, như đang chờ đợi một cái gì đó. Và không lâu sau, ở cuối chân trời đột nhiên vang lên mấy tiếng ùng ùng, theo đó là một cái chiến hạm to lớn xuất hiện, chỉ trong nháy mắt đã bay đến trên bầu trời của Đan Đạo Thành rồi. Chiến hạm này vừa xuất hiện, liền thu hút ánh mắt của mọi người nhìn tới, và khi nhìn thấy biểu tượng đao kiếm bắt chéo nhau trên thân chiến hạm này, làm cho đám người bên dưới biến sắc, không tự chủ được mà hít vào một ngụm khí lạnh, trong con ngươi hiện rõ hoảng sợ, miệng thì lắp bắp nói, "Chấp pháp điện sao bọn họ lại đến đây? Đúng lúc này, một tiếng cười dài từ trong chiến hạm đột nhiên truyền ra, theo sau đó là một tên võ giả từ trên chiến hạm nhảy xuống giữa quảng trường. Nhìn thấy người này, ánh mắt của huyền thịnh các chủ đột nhiên ngưng lại, trong con ngươi lộ rõ vẻ kiên kỵ, rồi lão trầm giọng hỏi, huyết cô võ hoàng, người đến đang đạo thành của ta làm gì? Huyết cô võ hoàng nghe vậy cũng không có trả lời, hắn đảo mắt nhìn qua huyền thịnh các chủ cùng ba vị phó các chủ chào hỏi qua một tiếng sau đó ánh mắt lại rơi trên người hiên giật dược vương và trác thanh phong cười tủm tỉm hỏi hai vị này trông rất quen a à, không biết đã từng gặp qua ở nơi nào rồi hiên dật dược, dược vương và trác thanh phong nghe vậy thì lạnh cả tim hiện tại hai người ra nông nổi này cũng chính là do năm đó tên huyết cô võ hoàng này ban cho mà hiện tại hắn xuất hiện tại đây chẳng lẽ là vì chuyện năm đó mà đến sao nhìn thần sắc lúc này của hiên dật dược, dược vương và trác thanh phong khang hữu minh phó các chủ cười tủm tỉm tiến lên nói huyết cô đại nhân chẳng lẽ quên rồi sao hai người này năm đó đắc tội với thuộc hại dưới chứng của ngài dẫn đến ngài tức giận đây Huyết cô võ hoàng nghe vậy thì trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó thì lớn tiếng nói, bản tọa nhớ ra rồi, thế nhưng năm đó người này đã bị đăng cắt trục xuất đi rồi mà, còn sư tôn hắn hình như cũng bị tước đoạt chức phó các chủ thì phải, thế làm sao hôm nay hai người này lại ngang nhiên đứng ở đây, chẳng lẽ không coi chấp pháp điện của ta ra gì sao? Nội dung của tập này đến đây là kết thúc rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong nội dung tập sau nhé!